Trước 7 ngày đó, tôi là người được cả công ty kính trọng. Sau 7 ngày, tôi âm thầm rời đi, không một người giữ tôi lại. Bọn người đó đến nhìn thẳng vào tôi cũng không dám nhìn. Tôi đúng là thất bại thảm hại. Tôi nói với cậu những chuyện này không có ý gì khác. Thực ra, người mà tôi không muốn gọi điện nhất là cậu. Chỉ cần cậu gọi điện, tôi sẽ đến giúp cậu. Thế nên tôi không muốn gọi. Nhưng cuối cùng vẫn cứ gọi. Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy. Đúng thế. Cậu nói rất đúng. Tôi cũng không muốn đối đầu với cậu đến cùng nữa. Dù gì thì bộ dạng thảm hại nhất của tôi cậu cũng đã từng thấy rồi. Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng đi. Chúng ta học cùng nhau 4 năm rồi. Tôi rất hiểu cậu. Được, vậy tôi nói thẳng. Tôi muốn vay cậu một khoản tiền. Dùng vào việc gì? Tôi muốn mua lại hộp đen thiên đường. Hồi trước tôi thường hay đến đấy. Chỗ đó cũng được xem như là cùng tôi trải qua vô vàn vui vẻ và khổ đau. Hôm qua tôi đi ngang qua đó thì thấy chỗ đó đã bị đóng cửa rồi. Tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị, rất trùng hợp. Lúc tôi đang trong tình trạng bế tắc thì nó cũng giống như tôi, bị đóng cửa. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra số mệnh của tôi và nó có liên quan đến nhau. Cảm giác như cùng cảnh ngộ, nên có chút hiểu nhau. Cậu cần bao nhiêu? Tôi cũng không biết. Vậy ngày mai cậu đến công ty tôi đi. Chúng ta cùng bàn bạc. Tôi phát hiện ra cậu đã thay đổi rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, không muốn thay đổi cũng khó. Cậu còn nhớ câu nói trước đây tôi từng nói với cậu không? Bây giờ tôi thực sự hiểu rồi. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một bước chân. Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên. Alo. Alo. Sao thế? Có chuyện gì à? Alo, em không sao. Khách đang đợi. Nói sau nhé. Nói chuyện sau nhé. Có ai không?
Cô muốn mua thuốc à? Chú ơi, cho cháu một lọ thuốc giảm đau. Thuốc này rất hiệu quả. Ở đây có bán thuốc ngủ không? Muốn mua thì phải có đơn thuốc. Cô có đơn thuốc không? Chỉ là cháu không ngủ được, thần kinh suy nhược. Chú làm ơn đi, cháu sẽ trả thêm tiền. Hàn Linh. Hàn Linh. Hàn Linh. Em làm sao thế? Hàn Linh. Hàn Linh. Em nói gì đi, Hàn Linh. Hàn Linh. Hàn Linh. Hàn Linh à, em nói gì đi. Hàn Linh. Hàn Linh. Hàn Linh. Hàn Linh. Em nói gì với anh đi chứ? Hàn Linh. Hàn Linh. Nói chuyện với anh đi. Đừng bỏ mặc anh như vậy. Bác sĩ. Bác sĩ. Bác sĩ. Có ai không? Bác sĩ. Bác sĩ.
却将自己给了你。Hàn Linh, Hàn Linh, em tỉnh rồi. Còn khó chịu không? Xảy ra chuyện gì thế? Em không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại đối xử với bản thân như thế? Em nằm mơ, mơ gọi anh mãi. Anh đến thật rồi. Anh đến thật rồi. Tại sao em lại ở đây? Em bị ốm, rất nghiêm trọng. Đây là bệnh viện. Tại sao em lại uống nhiều thuốc ngủ như vậy? Em đau bụng, mãi mà không ngủ được. Hàn Linh, anh yêu em. Anh yêu em. Em đau à? Đợi anh một lát nhé. Bác sĩ. Bác sĩ. Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Nguyên này, không phải tôi nói gì cậu, nhưng có những lúc cậu suy nghĩ quá nhiều. Cậu nói xem bây giờ cậu có chuyện gì chứ? Chỉ có chút chuyện còn con kia. Không phải Tiêu Nhiên đã giúp cậu rồi sao? Cậu ta giúp tôi, đến bóng dáng còn chẳng thấy đâu, thì giúp tôi cái gì chứ? Thế là có ý gì? Điện thoại cứ tắt máy suốt. Chắc không phải cậu ấy đang trốn tôi đâu nhỉ? Không đâu, không đâu. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tiêu Nhiên không phải là người như vậy. Không phải tôi đứng ở góc độ của người khác để nói chuyện này. Việc của cậu, Tiêu Nhiên chỉ giải quyết trong vài phút đúng không? Người ta bây giờ đã là ông chủ lớn rồi. Ai biết cậu ta nghĩ thế nào? Không biết chừng còn đang đợi để cười vào mặt tôi ấy chứ. Nào, trước khi uống tôi sẽ nói hết những điều cần nói. Nguyên à, chúng ta là bạn bè. Chính xác thì cậu đang ở tầng đáy của cuộc đời cậu. Cậu có biết tầng đáy có nghĩa là gì không? Có nghĩa là khi cậu chạm đến đáy rồi thì cậu sẽ bật ngược trở lại. Tôi chính là như vậy. Tôi chính là ví dụ sống ở trước mặt cậu đây này. Cậu hiểu chưa? Cậu làm sao? Tôi bật ngược trở lại rồi. Bật đi đâu rồi? Nói đi chứ. Được rồi, đừng có vòng vo nữa, mau nói đi. Tôi bật tới... Tôi bật tới chỗ vận đào hoa. Với ai thế? Cậu đoán xem. Chẳng trách nhìn cậu thấy tinh thần thoải mái, sảng khoái quá. Mau nói đi, nói chi tiết một chút. Người này, cậu đoán thử xem. Cho cậu một cơ hội, cậu đoán đi. Sao mà tôi đoán được? Thâm quyến nhiều phụ nữ như vậy. Thôi được, tôi nói cho cậu nghe. Tôn Ngọc Mai. Ai cơ? Tôn Ngọc Mai. Cậu có nói hay không? Tôn Ngọc Mai. Tôi nói cậu nghe, nói thật lòng là tôi cũng không thể nào ngờ tới. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đường phố Thâm Quyến. Cô ấy cũng đến Thâm Quyến nữa, đúng thế. Dù vậy thì cậu làm được gì chứ? Chỉ là tình cờ gặp nhau. Nguyên,
Cậu cho rằng Trần Khải Minh tôi vẫn còn như cái thời học đại học sao? Hoàn toàn khác rồi, tiếp tục khoác lác đi, tiếp tục đi. Tôi mà nói khoác thì tôi là đồ khốn. Tôi đã nắm chặt lấy cô ấy ngay cái ngày chúng tôi gặp lại nhau. Thật hay đùa vậy? Nếu lừa cậu tôi là đồ khốn, đây chính là vận mệnh. Cạn nào. Được được, chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng thực hiện được giấc mộng ngày xưa. Xem ra bây giờ chỉ có tôi là đen đủi thôi. Mấy ngày trước tôi cũng tình cờ gặp một người. Ai thế? Chính là Trình Lộ. Cậu còn nhớ cô ấy không? Nhớ chứ, là cô bán bia phải không? Chúng ta đã đến uống ở đó rồi. Mỗi lần cô ta nhìn thấy cậu là anh đến rồi. Sau đó liền đưa cho cậu 6 chai bia. Anh đến rồi, sau đó lại đưa cho cậu thêm 6 chai nữa. Cuối cùng cậu chẳng được cái gì. Còn người ta thì vơ hết đồ của cậu bỏ đi, đúng không? Đó chính là số mệnh của tôi. Lưu Nguyên, đã lâu không gặp. Cuối cùng em đã đến Thâm Quyến. Đừng vội, đừng vội. Cậu nói đi, cậu đã phục tôi chưa? Em đi lấy nước cho hai anh nhé. Ở đây có bia. Căn phòng này cô ấy vốn thuê cùng một cô bạn nữa. Tôi nghĩ sao tôi có thể để cô ấy thuê chung phòng với người khác, nên tôi thuê lại để cô ấy sống một mình. Sống cùng tôi. Uống ít thôi. Không phải là do anh uống nhiều quá nên mới để mất hẳn linh sao? Em để cậu ấy uống đi. Dạo này cậu ấy tâm trạng không tốt. Gần đây cậu ấy gặp vận đen. Chuyện gì không nên nói thì đừng nói. Không sao, cứ nói thoải mái đi. May mà cô ấy không đi với anh. Bây giờ Tiêu Nhiên rất thành đạt, thành ông chủ lớn rồi. Không ngờ phải không? Lúc mới đến Thâm Quyến anh là người khá nhất. Còn bây giờ anh là người thảm hại nhất. Đâu có. Tiêu Nhiên thật sự giàu có như hai người nói sao? Đương nhiên. Có khoảng 100 triệu nhỉ? Đúng không? Hàn Linh tốt số thật đấy. Để anh. Hàn Linh, bây giờ em cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Không sao rồi. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Anh vẫn còn nhớ. Anh đã đặt chỗ ở Hoàng Cung. Không gọi ai cả, chỉ hai chúng ta thôi. Chúng ta cùng chúc mừng một chút. Em muốn tự mình nấu cho anh ăn. Không được, sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục. Em nhất định phải chuẩn bị bữa cơm này. 5 năm ngày cưới. Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai chúng ta. Vậy anh giúp em nhé. Có ngon không? Anh ăn không quen đồ em làm rồi phải không? Không phải. Anh không đói. Ngày này 5 năm trước là ngày chúng ta kết hôn. Có cảm giác như không lâu lắm. Hôm đó em cũng nấu ăn. Có điều lúc đó chúng ta không có tiền. Mua một con gà cũng phải tính toán. Một con gà, một nửa đem kho, một nửa nấu canh. Em còn xào thêm 2 đĩa rau. Em vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm đó anh đã ăn 2 bát cơm.
ăn hết toàn bộ canh. Sau đó thì cười vô cùng mãn nguyện. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Anh thật sự không đói. Nào. Anh vẫn không định ra ngoài sao? Đâu có. Em đừng giận. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Là anh sợ bị người nhà bọn họ nhìn thấy. Nếu bị người bọn họ bắt gặp thật thì em còn mở được cửa hàng nữa không? Nếu anh sợ đến thế thì đừng đến gặp em nữa. Em đừng nói như thế. Tại sao anh lại không đến gặp em? Anh cứ muốn đến gặp em đấy. Thế nên mới phải cẩn thận. Chẳng may bị ai đó theo dõi thì phải làm thế nào? Không phải anh nói vợ anh không biết nói chuyện à? Sao? Cô ta có thể cãi nhau với anh sao? Ngọc Mai, anh đã nói với em cả trăm lần rồi. Anh không sợ vợ anh. Anh sợ là sợ ba người anh của cô ta. Thôi được rồi, em sắp xếp đồ đi. Anh tính toán sổ sách. Em nói anh nghe, ngày kia em với mấy người khác đi Thạch Sư nhập ít hàng. Tiêu Nhiên, đến rồi à? Xin lỗi nhé, mấy ngày vừa rồi tôi hơi bận. Chắc cậu không cho rằng tôi thay đổi chứ? Ngồi đi. Cậu uống gì? Cà phê nhé. Gì cũng được, cho cà phê. Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. Tôi biết cậu rất bận. Nhưng mấy ngày nay đến một cuộc điện thoại cũng không nghe. Tôi thật sự không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi có đến phòng làm việc của cậu. Xa xỉ thật đấy. Nói thật lòng, tôi cũng muốn tìm một nơi để tiếp đãi khách của tôi. Nhưng nếu đã làm thì tôi muốn làm thật to. Nếu có thể mua lại được cả dãy nhà chỗ thiên đường đó thì tôi sẽ làm. Tôi muốn xây một hộp đêm to nhất, xa hoa nhất ở Thâm Quyến. Đến lúc đó tôi bỏ tiền, cậu bỏ sức. Sau khi xây xong hộp đêm, cậu làm giám đốc. Thế nào? Nếu được như thế thì đương nhiên là tốt rồi. Rất tốt. Vậy, nếu được như vậy thì tiếp theo đó còn rất nhiều chuyện. Những cái khác tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ muốn kết quả. Được. Tôi hiểu rồi. Tiêu Nhiên, tôi không biết phải nói gì nữa. Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên cảm ơn cậu. Lưu Nguyên, mặc dù chúng ta là bạn học cũ, bây giờ cậu được xem như là một thành viên của công ty tôi. Sau này trước mặt người ngoài, cậu vẫn nên gọi tôi là ông chủ. Vâng, ông chủ. Xin chào quý khách. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Alo, em làm gì vậy? Sao anh không gọi được cho em? Đúng thế, di động của em cứ tắt máy suốt. Nhưng sao em phải tắt máy? Không phải em nói với anh em đi nhập hàng vài ngày là về ư? Vậy mà em không về, anh cũng không liên lạc được với em. Đương nhiên là anh sốt ruột rồi. Anh sốt ruột là vì... Bao giờ thì em về? Bao giờ? Được, được. Vậy hôm đó anh đến đón em. Anh nhớ em. Nhớ em.
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Anh dùng xong chưa? Rồi. Cái gì thế kia? Không có gì, không có gì. Là bụi thôi. Lát nữa em có phải làm gì không? Em cũng không biết. Vậy anh muốn hẹn em đi xem phim có được không? Phim gì? Phim tình cảm. Sao anh biết em thích phim tình cảm? Bởi vì anh cũng thích. Cô có ưng bộ nào không? Cứ xem thoải mái đi. Tôi thấy bộ này rất hợp với cô. Tôi là vợ anh Trần Khải Minh. Anh về trước đi, em có chút việc. Vậy được, tối gặp lại nhé. Cô đi đi lại lại ở chỗ này chắc cũng được mấy vòng rồi nhỉ? Cô với anh ấy là quan hệ gì? Chúng tôi là bạn học đại học. Tôn Ngọc Mai. Sao cô lại biết tên tôi? Là anh ấy nói với cô à? Hóa ra cô chính là Tôn Ngọc Mai. Cô đến đây làm gì? Cứ nói thẳng ra. Cô muốn gây chuyện thì tôi cũng chiều. Tôi cũng không phải người dễ động vào đâu. Tôi chỉ muốn đến gặp cô. Thế là ý gì? Không sao cả, có gì cứ nói thẳng. Cô không nói ra được à? Cô với anh ấy là bạn học. Chắc cô cũng gần 30 rồi, phải không? Những cô gái trẻ hơn cô còn rất nhiều. Cô cũng không xinh đẹp được bao lâu nữa. Tôi có con rồi. Cô bảo tôi còn sợ gì nữa? Gì thế này? Mua tủ lạnh để ngắm à? Chẳng có cái gì cả. Làm cái gì thế? Chẳng có cái gì ăn được cả. Anh ba. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Anh ba. Đừng đánh nữa. Các anh muốn làm gì? Làm gì thế? Bọn anh đang ra mặt giúp em mà. Tránh ra. Đừng đánh. Đừng đánh nữa. Em gái, em có nhầm không thế? Thằng khốn này có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Em còn muốn bảo vệ nó sao? Bọn anh đang xả giận giúp em đấy. Đánh. Đừng đánh. Đừng đánh nữa. Chết đi này. Đừng đánh nữa.
đi, cút đi. Cút. Đây là việc nhà em. Các anh đi đi. Đi đi. Đi đi mà. Thằng nhãi, mày nhớ đấy. Sau này mày còn như thế nữa, bọn tao sẽ giết mày. Chào ông chủ. Giám đốc Lưu, ông chủ Tiêu tới. Chào ông chủ. Ông chủ tới rồi. Tối nay các nhân vật nổi tiếng đều đã đến hết rồi. Còn mời cả ca sĩ nổi tiếng từ Hồng Kông sang. Bên này, mời. Nơi này được thiết kế theo ý của anh. Là phòng xa hoa nhất ở chỗ này, hoàn toàn riêng tư. Ông chủ, mời vào trong. Thế nào? Mời đi bên này. Kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách. Ngọc Mai, anh biết em ở trong đó. Em mở cửa được không? Ngọc Mai, em làm gì thế? Anh có lời muốn nói với em. Những gì nên nói em đã nói hết rồi. Em không muốn tốn thêm thời gian với anh nữa. Rốt cuộc là em có ý gì? Không có ý gì cả. Anh nên về nhà với vợ và con anh đi. Anh đừng dây dưa với em nữa. Anh đi đi. Em mở cửa đi. Anh muốn biết em đang nghĩ cái gì. Em nhất định phải cho anh biết em đang nghĩ cái gì. Em còn có thể nghĩ được gì nữa? Lần nào anh cũng nói với em là hãy đợi anh. Nhưng tại sao em lại phải đợi anh? Anh đừng làm phiền em nữa. Anh mau đi đi.
Em không muốn tốn thêm thời gian với anh nữa. Anh đi đi. Anh nên về nhà với vợ con anh đi. Anh đừng dây dưa với em nữa. Lần nào anh cũng nói với em là hãy đợi anh, nhưng tại sao em lại phải đợi anh? À Vân, chúng ta ly hôn đi. Ngọc Mai. Như Mẹ. Ngọc Mai à? Như Mẹ. Ngọc Mai. Như Mẹ. Ngọc Mai. Anh đến đây là muốn nói với em. Anh đã nói rõ với vợ anh rồi. Anh muốn ly hôn với cô ấy để được ở bên em. Ai thế? Anh đến đây. Anh ta là ai? Anh là ai? Đây là anh Lưu Thắng Lợi ở đội quản lý đô thị. Đây là bạn đại học của em, Trần Khải Minh. Thế nghĩa là sao? Đây là bạn trai em. Chào anh. Lau chỗ này đi. Vâng. Chỗ này vẫn chưa lau sạch. Tôi sẽ gọi người đến lau dọn lại.
Alo. Ừ. Ừ. Xem mà. Vậy ký đi. Thế nha. Để em lấy thêm canh cho anh. Cảm ơn em. Vừa rồi là đánh giá về thương hiệu Quân Đạt trên thị trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem một vài số liệu. Tính đến quý 3 năm 1999, căn cứ vào DCCI, thống kê số liệu trên mạng Internet cho thấy trên thị trường hóa mỹ phẩm Trung Quốc, ba thương hiệu đứng đầu là Olay chiếm 9,1%, L'Oreal chiếm 8,7% và Quân Đạt chiếm 6,2%. Những thương hiệu khác trên thị trường đều chiếm chưa tới 5%. Dòng sản phẩm chính hiện nay của Quân Đạt là Băng Tâm đã thay thế được vị trí của Dục Tuyết Thanh. Sản phẩm mới phát triển gần đây là Linh Độ Hương cũng đã đạt được mức độ phổ biến tích cực như mong đợi. Công ty Iren chúng tôi cũng là một công ty mới nổi trong ngành giống như Quân Đạt. Chúng tôi đã tấn công thị trường đại lục từ lâu nhưng không thành. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể hợp tác cùng quý công ty. Tổng công ty bên Pháp chúng tôi đánh giá cao về bộ sản phẩm băng tâm của quý công ty. Công ty Iren của họ cũng là một công ty mới nổi trong ngành giống như Quân Đạt. Hai năm nay họ đã tấn công thị trường đại lục nhưng không thành. Vì vậy họ hy vọng có thể cùng hợp tác với công ty của ta. Tổng công ty bên Pháp của họ đánh giá rất cao về bộ sản phẩm băng tâm của công ty ta. Họ thật lòng muốn thương lượng về hạng mục tiếp theo với công ty ta. Tôi muốn biết cái giá cho sự thật lòng của các vị là bao nhiêu. Cái giá của sự thật lòng của các vị là bao nhiêu? Chúng tôi định giá Quân Đạt vào khoảng 60 triệu tệ. Bọn họ định giá Quân Đạt trên thị trường là 60 triệu tệ. Anh Châu, thương hiệu này là do anh tạo ra. Giá bao nhiêu, anh quyết định đi. Chúng tôi ra giá 200 triệu. Chúng tôi ra giá 200 triệu. Anh ta có ở đây không? Anh muốn làm gì? Bạn trai em có nhà không? Anh ấy đi Phúc Kiến nhập hàng giúp em rồi. Anh tìm anh ấy có chuyện gì? Trần Cải Minh, anh không phải đối thủ của anh ấy đâu. Anh không tìm anh ta. Anh ta chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh tìm anh ta làm gì? Anh tìm em. Anh với em mới có liên quan đến nhau chứ. Anh đến là muốn nói với em, tất cả mọi thứ của em, những thứ em mặc, dùng căn phòng này, kể cả điện thoại của em, đều là do anh tặng. Nhưng anh đừng quên, từ trước đến giờ em chưa từng xin anh một đồng nào. Đúng vậy, em chưa bao giờ hỏi xin anh, là do anh đáng khinh. Từ lúc anh vào học đại học đã đáng khinh như vậy rồi. Anh thật lòng tốt với em. Cuối cùng, anh nhận được gì? Anh vì em mà bây giờ hai bàn tay trắng, tan nát cửa nhà. Em thấy thế có công bằng với anh không? Khải Minh, chuyện của chúng ta ngay từ đầu đã là sai trái rồi. Anh thật sự rất yêu em. Xin em đừng rời bỏ anh. Chúng ta đã ở ngưỡng tuổi này rồi, còn nói đến tình yêu gì nữa chứ? Anh xin em. Cầu xin em đừng rời xa anh.
Anh thật sự rất yêu em. Trong thẻ có 200.000, mật mã là ngày sinh nhật của em. Anh đi đây, Khải Minh. Mua cốc giấy đi mẹ. Đi sang bên kia được không? Vâng, đi đường này. Đợi một lát đã con. Trấn Tôn. Trấn Tôn à. Trấn Tôn. Trấn Tôn. Trấn Tôn à. Chủ nhiệm, anh tìm tôi. Ngồi đi. Có chuyện gì vậy? Tôi đang ghi hình. Đây không phải lúc ghi hình. Ngồi xuống đi. Vệ viện. Tôi nghe nhiều người nói gần đây cô có thái độ không được tốt trong nhóm. Là ai nói vậy? Huệ Đông phải không? Không chỉ một mình Huệ Đông. Chương trình lần trước anh ta quay tôi khó coi như vậy. Nhất định là anh ta đến báo cáo anh rồi. Còn cả Thiếu Phi, Tony đều nói như vậy. Họ nói cô về nhóm làm việc chưa được bao lâu nhưng tính tình ngày càng nóng này. Hóa ra có nhiều tiểu nhân như vậy. Vệ viện, tôi khuyên cô nên chú ý đến hành động và lời nói của mình một chút. Cô bây giờ vẫn chưa phải là ngôi sao. Nghe nói cô và Du Mẫn muốn tranh vị trí dẫn chương trình giải trí phải không? Lượng người xem truyền hình của chúng ta ngày càng gia tăng. Giải trí là chương trình chủ chốt của đài chúng ta. Đương nhiên là tôi muốn giành được vị trí đó. Cô đúng là không biết trời cao đất dày. Cô chẳng qua chỉ là sinh viên tốt nghiệp trường nghệ thuật. Cái đài này dựa vào cái gì mà phải chọn đích danh cô?
Cô tưởng mình được nhìn yêu thích hay sao? Ông chủ sau lưng cô cho dù có tiền mấy đi chăng nữa, chủ nhiệm, tôi làm việc dựa vào năng lực của bản thân, làm gì có ông chủ nào sau lưng tôi. Cô vẫn còn muốn tôi nói trắng ra sao? Những câu chuyện cổ tích về cô còn ít quá sao? Cô thật sự nghĩ rằng mình là công chúa Bạch Tuyết à? Nếu không phải do ông chủ đứng sau cô bỏ tiền ra, thử hỏi cô làm sao đứng được ở cái đài này? Chủ nhiệm, anh có thể nói rõ ra được không? Cô còn muốn tôi nói rõ thế nào nữa? Cô được quay hai cái quảng cáo thì tưởng mình giỏi lắm phải không? Tôi cho cô biết, anh Trương chưa cần nói gì, tôi cũng có thể đuổi việc cô rồi. Tổng giám đốc, cô gái quay quảng cáo cho công ty chúng ta, vệ viện tới tìm anh. Cô ấy tới làm gì? Cô ấy có mang theo thẻ phóng viên nói là có việc quan trọng. Được. Cho cô ấy vào. Xin đợi một lát. Tổng giám đốc, cô vệ viện tới rồi. Cô ra ngoài trước đi. Vâng. Vệ viện, uống chút trà đi. Ngồi đi. Cô làm gì vậy? Tổng giám đốc Tiêu, đến tận bây giờ tôi mới biết làm sao mà tôi được như ngày hôm nay. Trước đây tôi vẫn ngây thơ cho rằng là do tôi may mắn. Hóa ra là anh vẫn luôn giúp đỡ tôi. Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào mới phải. Không cần phải cảm ơn. Tôi muốn biết tại sao. Thứ nhất, ở cô có bóng dáng trước đây của vợ tôi. Thứ hai, cô là trẻ mồ côi. Tôi cũng vậy. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Từ lúc tôi tốt nghiệp đại học cho đến nay cũng đã được mười mấy năm rồi. Mười mấy năm đó có thể được coi là những năm tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi và vợ đã trải qua rất nhiều khó khăn. Tôi chỉ mong cô sẽ không phải trải qua những khó khăn đó, có thể nhanh chóng thành công. Tôi không biết phải báo đáp anh thế nào. Không cần thiết. Tại sao nói một hồi lại thành khóc vậy? Được rồi. Vậy thì cô báo cáo đi. Tình hình làm việc ở đài truyền hình thế nào? Ông chủ, ở đài truyền hình vệ viện làm việc rất tốt. Chương trình do cô ấy dẫn có lượng người xem rất cao. Cô ấy nói muốn dẫn cái gì nhỉ? Chương trình giải trí. Chương trình giải trí. Anh xử lý chuyện này giúp cô ấy đi. Bằng bất cứ giá nào sao? Giúp người phải giúp cho chót. Tôi hiểu rồi. Bà chủ, tiền để đây nhá. Thấy ngon lần sau lại đến nhá. Anh, chỗ còn lại sau này tôi sẽ trả anh. Bì của anh đây. Được, cứ thế nhé. Tôi phải ăn cơm đây.
Đúng rồi. Hai ngày nữa là sinh nhật em. Đã nghĩ xem tổ chức thế nào chưa? Vẫn chưa. Cẩn thận nóng đấy. Đi châu Âu một chuyến nhá. Xa quá. Vậy em cứ suy nghĩ đi. Đã nghĩ xem muốn nhận quà gì chưa? Em không cần thứ gì hết. Anh đã tặng em nhiều thứ rồi. Thứ mà em muốn anh lại không tặng nổi. Không tặng nổi. Em muốn gì? Em muốn anh ở bên em giống như ngày trước. Quay về ngày trước để sống những ngày ăn bữa nay, lo bữa mai sao? Em nhớ những ngày ấy. Thôi, bỏ đi. Em chỉ buột miệng nói vậy thôi. Mau, ăn canh đi. Nặng thật đấy. Cháu lại phiền chú rồi. Không sao cả, đây là việc nên làm. Cô cũng là làm việc thiện mà. Chiều tôi sẽ đi gửi chúng. Cô cứ yên tâm. Cảm ơn chú. Không cần khách sáo. Khi tôi còn đương chức chủ tịch huyện Hán Nguyên, tôi chịu trách nhiệm về công tác lưỡng phổ. Anh Châu, anh ở đây à? Tôi tìm anh cả nửa ngày trời. Có chuyện gì vậy? Không có gì, anh tiếp tục đi, tiếp tục đi. Năm 1999, lúc Bộ Giáo dục đánh giá về công tác lưỡng phổ, huyện Hán Nguyên chúng tôi đã được khen thưởng. Còn đây là danh sách những huyện và đơn vị thực hiện công tác lưỡng cơ năm 2000 do Bộ Giáo dục phát hành. Tứ Xuyên tổng cộng có 8 huyện, trong đó có chúng tôi. Đối với cá nhân tôi, năm 1999 đã được nhận chức bí thư huyện ủy, còn nhận được giải cá nhân tiên tiến. Trên đó đều có ghi lại. Anh cảm thấy anh có tố chất nào phù hợp với quân đạt chúng tôi? Anh là ai? Anh không cần quan tâm tôi là ai. Tôi cũng không quan tâm anh đã từng làm gì, được nhận những giải gì. Anh chỉ cần nói cho tôi biết, anh có thể làm gì giúp tôi. Alo, cô giáo Lưu, tôi là Hàn Linh. Vừa nãy tôi có gửi một ít đồ tới, khoảng một tuần sau sẽ tới. Không có gì, chuyện nên làm mà. Đúng rồi, thư và bảng điểm Tú Tú gửi tôi đã nhận được rồi. Tôi cũng có mua quà cho con bé. Đợi đồ được gửi tới, cô giúp tôi đưa cho con bé nhé. Được, có thời gian tôi sẽ quay về thăm bọn trẻ. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chúng. Tạm biệt. Nhớ lau sạch chỗ này. Nhiều quá, chỗ này có đầu mẩu thuốc. Đúng rồi, phải dọn thật sạch. Lại đây, chỗ này. Chỗ này có nước. Chỗ này có nước đấy. Giám đốc Lưu chào anh. Tối qua có một cô gái tên là Trình Lộ tới tìm anh. Vì anh không có ở đây nên cô ấy nhờ tôi chuyển lại cái này cho anh. Tổng giám đốc Tiêu, vệ viện, sao cô lại tới đây? Em đến để báo với anh, em đã được dẫn chương trình giải trí rồi. Giờ em đã là MC cho chương trình chủ chốt của đài truyền hình. Buổi chiều em vừa quay xong một số, rất tốt. Em biết là anh lại giúp em. Vì vậy, em muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn anh. Không cần đâu, thật đấy. Không được, em đã đặt chỗ rồi. Anh nhất định phải đi, thật sự không cần khách sáo như vậy đâu. Anh nhất định phải đi. Được, lên xe đi.
chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Lưu Nguyên. Anh Tiêu, câu lạc bộ Thiên Đường cũng là của anh sao? Đến rồi à? Vừa đúng lúc tôi giới thiệu một chút. Người này là bạn học của tôi, cũng là giám đốc ở đây, Lưu Nguyên. Chào anh, chào cô. Vệ viện, chắc không cần giới thiệu phải không? Có nhìn thấy cô ấy trên TV. Mời vào bên trong. Sao hôm nay cậu vẫn tới đây? Tại sao hôm nay tôi không thể tới? Không phải hôm nay, không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Đúng rồi, gọi cậu Cường tới đây. Bên này. Từ từ đã. Tôi nói thật với cô, thật ra những việc đó đều là do vị này lo liệu. Cô cần phải cảm ơn cậu ấy. Em phải xưng hô thế nào? Cậu Cường. Anh Cường, tôi mời anh một ly. Xin lỗi, tôi không thể uống rượu. Anh Cường, là thế này. Ly rượu này em muốn cảm ơn anh. Anh uống một ngụm thôi được không? Xin lỗi, một ngụm cũng không được. Anh Tiêu, việc này... Được rồi, tôi nói một câu công bằng. Từ lần đầu gặp cậu Cường đến nay, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy uống một ngụm rượu nào. Nếu hôm nay cô có bản lĩnh làm cậu ta uống một ngụm thì tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Anh Cường, anh cho tôi chút thể diện, uống một chút có được không? Chỉ một chút thôi, tôi chỉ uống nước thôi. Anh Tiêu, anh nói giúp em một câu đi. Việc này... Thôi được, lại đây đi. Tại tôi làm cho không khí gượng gạo rồi. Từ lúc tôi biết cậu ta thật sự không uống một ngụm rượu nào. Tôi uống cùng cô được không? Tôi uống thay cậu. Cạn. Tôi uống thay cậu rồi đấy. Thank you.
Cường lấy chai khác đến đây. Anh Tiêu, mời anh. Không cần khách khí. Hứa. Cùng uống đi. Nè. Hôm nay sinh nhật em à? Hả? Ước nguyện đi. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi. Không phải hôm nay mà là hôm qua. Hôm qua hay hôm nay cũng cần bánh sinh nhật thôi. Em biết. Bây giờ anh rất bận rộn. Trong tim anh có còn em không? Có. Nếu anh không muốn quay về ngôi nhà này nữa, tại sao anh còn quay lại đây? Nếu anh không muốn quay về ngôi nhà này nữa thì anh đừng về nữa. Không phải anh đã về rồi sao? Em cũng không muốn thấy mặt anh nữa. Anh đi đi, đi đi. Đi đi, anh không đi. Tiêu Nhiên, anh là tên khốn.
老板。总参谋。老板。总参谋。có chuyện gì vậy? Có sao? Không phải đã hẹn hôm nay bàn về kế hoạch quảng cáo Linh Độ Hương sao? Tôi quên mất. Hay là đổi sang ngày khác vậy? Tổng giám đốc, việc này không thể trì hoãn thêm được nữa. Việc này liên quan đến việc tiêu thụ Linh Độ Hương. Nói đi, vậy tôi sẽ báo cáo anh một cách đơn giản. Liên quan đến vấn đề quảng cáo của Linh Độ Hương, chúng tôi đã nghiên cứu qua thị trường. Biết nói sao đây, nửa tốt nửa xấu. Tôi và anh Châu cho rằng chúng ta nên định vị lại Linh Độ Hương. Chúng tôi cũng đã thảo luận với phòng ý tưởng. Chúng ta nên làm một mẫu quảng cáo gần gũi với đời sống. Chủ đề là cuộc sống. Cần tạo nên bầu không khí gần gũi với cuộc sống. Cuộc sống. Cô có thể nói cho tôi biết cuộc sống là gì không? Cuộc sống chính là một cái bạt tai tiếp nối một cái bạt tai, đánh cho người đang ở trong mộng phải tỉnh lại. Mệt không con? Mình qua bên kia được không? Chơi thú nún. Uống nước không? Có khát không? Nào, uống nước đi. Con mau cầm lấy này. Như thế này này, xem đi. Thank you.
饭cơm một lát nữa là xong.